Mua Android TV Box và camera giám sát giá tốt nhất, bảo hành dài nhất đến smartnew.vn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của Dương Dê. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến với bạn Cảnh Phạm, bạn hỏi là trong tầm giá tiền dưới 1 triệu thì nên mua camera nào về lắp gia đình? Tiêu chí của em là dễ lắp và có thể xoay được thì càng tốt. Với cái câu hỏi này của bạn ấy thì mình nghĩ là bạn nên mua một trong hai camera sau, và thậm chí là có thể là bạn mua cả hai camera vẫn có thể đủ tiền, gần đủ tiền để mua cả hai cái camera này. Đầu tiên ấy là camera Magic C S8003 Plus, giá bán tại SmartNew đang rơi khoảng 699.000. Đấy, hoặc là các bạn có thể mua cái camera S6300 Plus cũng của Magic C luôn, đang được bán tại SmartNew với mức giá là 399.000 đồng. Đấy, cộng vào thì nó rơi khoảng 1.1 triệu. Đấy, nhưng mà không biết là các bạn mua cả hai cái thì SmartNew có giảm xuống còn 1 triệu hay không, thì cứ thử gọi điện đến mặc cả xem như nào nhé. Đối với cả hai cái camera này thì cái sự khác biệt nó đến từ việc là cái camera đầu 8 của Magic C nó sẽ có cảm biến CMOS 2 megapixel, nó sẽ quay được video Full HD cộng là Full HD. Còn cái con Magic C đầu 6 thì nó chỉ quay được ở độ phân giải là HD cộng thôi. Thêm nữa đó là cái hồng ngoại của cái con đầu 8 nó cũng sẽ khỏe hơn là con đầu 6. Đấy. Và còn lại thì những cái khác nữa thì mình thấy cũng xem với nhau thôi. Bạn mua về tiêu chí lắp gia đình thì hai con đó rất thoải mái luôn. Bạn có thể lắp một cái ở phòng ăn và một cái ở trước cửa nhà để có thể theo dõi được cả trộm chiếc thứ nữa. Thì cái camera này, cái ưu điểm của nó đó là nó rất là dễ dàng lắp ráp. Đấy, có thể xoay được 360 độ luôn. Quay trái, quay phải, quay lên, quay xuống đều được hết. Và đặc biệt nữa là nó có tiếng Việt. Cái camera này thì bên SmartNew họ bán với phân khúc là hàng chính hãng luôn nhé. Nên là tất cả vỏ ngoài hộp đều là tiếng Việt cả. Và thậm chí là cái phần mềm để kết nối với cả cái camera đó thì nó cũng là Việt hóa luôn. Nên là các bạn có thể rất là dễ dàng để sử dụng. Đó, xin lỗi các bạn một chút, đợt này mình hơi bị vấn đề về mũi, không biết có phải bị xoang trong đợt mùa hè sắp đến này hay không. Đấy, rất là mong các bạn thông cảm, nên là trong cái tiếng nó sẽ hơi khó nghe một chút. Đấy rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với cả cái câu hỏi này các bạn đã đi. Thì bộ đôi camera này các bạn có thể nghe gọi được hai chiều này. Nó có thể chống trộm được bằng cách là đuổi theo cái chuyển động của trộm luôn. Một số những cái camera khác ấy thì nó có cảnh báo nhưng nó không quay để đuổi theo trộm. Đấy, và nó có thể chụp ảnh trộm để gửi về màn hình cho các bạn luôn nếu phát hiện ra chuyển động bất thường. Cái gọi hai chiều rất là tiện dụng trong cái việc là các bạn muốn giao tiếp với cả người bên trong nhà, nó dễ dàng hơn, hoặc là người bên trong nhà muốn giao tiếp lại với bạn thì nó cũng sẽ dễ dàng. Đấy, thì đấy là những cái ưu điểm của cái camera này. Ngoài ra nữa thì nó cũng sẽ có cả 4 màn hình, rồi đặc biệt là vấn đề tiếng Việt là cái vấn đề mà mình thích nhất. Đấy, thì các bạn có thể tham khảo qua cái bộ đôi camera này ở bên SmartNew nhé. 1 triệu bạn có thể mua, khi mình mua được gần mua được cả hai con rồi. Chứ còn với mức giá quá rẻ như thế thì mình nghĩ là cũng chẳng có gì phải lăn tăn cả. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Anh Lê. Bạn hỏi là anh Dương cho em hỏi, anh kia bán con Mi 9 sách tay mà bản Global nguyên siêu giá 6,5 triệu. Anh cho em hỏi có nên mua hay không? Em chưa nghe có bản sách tay Global bao giờ. Mong trả lời cho anh sức khỏe. Bản sách tay Global thực ra là nó là bản sách tay từ Ấn Độ đấy. Xiaomi Mi 9 thì là cái bản sách tay chủ yếu ở Việt Nam là sẽ đến từ Trung Quốc. Thì cái phiên bản đó là nó sẽ không có sẵn tiếng Việt mà chúng ta phải chờ đợi để unlock bootloader để chúng ta có thể cài đặt tiếng Việt được. Nhưng mà đối với cả cái phiên bản Mi 9 mà ở thị trường Ấn Độ thì nó là phiên bản quốc tế luôn và nó sẽ có sẵn tiếng Việt. Đấy, thì với mức giá là khoảng 6,5 triệu thì mình thấy là đây là một mức giá rất hợp lý cho một cái sản phẩm nguyên siêu mới 100% của Mi 9 bây giờ. Đấy, nhưng mà không phải là mức giá mà gọi là nó thực sự là quá ấn tượng, nhưng đây là một mức giá hợp lý rồi, quá hợp lý để chúng ta có thể bỏ tiền ra mua một sản phẩm chạy chip 855. Rồi có thiết kế được, camera cũng đẹp, màn hình cũng đẹp, có vân tay bên trong màn hình. Nhưng mà mỗi tội pin thì ở mức độ bình thường thôi, pin con này nếu không muốn nói là yếu đấy. Đấy, thì mỗi cái pin là cái điểm yếu nhất của Mi 9 thôi. Thì sau này lên Mi 9 Pro thì nó đã khắc phục được cái điểm này. Về lên Mi 9 Pro thì chúng ta cũng sẽ có các cái thứ khác nó sẽ thay đổi nữa. Đấy, nhưng mà Mi 9 với mức giá 6,5 triệu là mình nghĩ là chốt, mua được. Còn bản Global thì bạn không cần phải quá lo lắng đâu, bởi vì đó là chính là bản Ấn Độ, bản sách tay Ấn đấy. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Bạn Xanh VN, bạn hỏi là anh Trâm hỏi mua iPhone 7 ở thời điểm bây giờ có hợp lý hay không? Liệu có thể sử dụng được khoảng bao lâu ạ? iPhone 7 bây giờ chính mình vẫn đang sử dụng đây này. Và mình nghĩ là mình sẽ sử dụng iPhone 7 đến khi nào mà nó không được update lên iOS mới này thôi. Đấy, thì bạn có thể sử dụng được khoảng 2 năm nữa. Nhưng mà không biết là với các cái tác vụ của bạn là gì. Nếu mà chơi game nặng thì là không nhé. Nhưng mà với những tác vụ bình thường và chơi những tựa game khá trở xuống thì 2 năm nữa là thoải mái. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Thành Bùi. Bạn hỏi là cho em hỏi là chip MediaTek Helio G90T trên Realme 6 và Snapdragon 835 trên các sản phẩm cũ thì cái nào có hiệu năng cao hơn? Với cá nhân mình đánh giá là Snapdragon 835 sẽ có hiệu năng tốt hơn đấy. Nhưng mà tất nhiên là cũng phải tùy từng trường hợp thôi nhá.
Helo G90T ở trên Redmi 6 là thể hiện không tốt bằng Helo G90T ở trên Redmi Note 8 Pro đâu. Đấy, hay là ví dụ như là Snapdragon 835 ở trên con LG V30 là sẽ thể hiện không tốt bằng những cái con chip 835 ở trên các thiết bị của Samsung hay Xiaomi đâu. Đấy, vậy nên là nếu mà là chip 835 ở trên con LG V30 thì thậm chí là mình đánh giá là còn chưa chắc là đã chơi game mượt bằng con Helo G90T ở trên con chip ở trên con Redmi Note 8 Pro đâu. Đấy, nên là vậy, cũng tùy từng trường hợp, nhưng với cái trường hợp mà phổ biến đại đa số nhá, thì Helo G90T trong con Redmi 6 là sẽ thua so với 835 đấy. Chúng ta sẽ đến với cả câu hỏi tiếp theo. Bạn Anh Khoa bạn hỏi là: anh ơi, em có nên mua điện thoại Android xách tay hay không? Xách tay là không được bảo hành đúng hay không anh? Không phải đâu bạn ạ. Xách tay là sẽ được bảo hành, nhưng sẽ được bảo hành tại cửa hàng. Và hàng xách tay cơ bản là hàng mà nó không chịu thuế. Nói chính xác ra ấy, thì là hàng xách tay nó sẽ là hàng lậu nếu mà nhập số lượng lớn nhá. Chứ còn ví dụ như chúng ta xách tay đúng nghĩa là chúng ta sang bên nước ngoài, chúng ta mua một cái điện thoại chúng ta mang về Việt Nam thì đúng là nó cũng chả phải chịu thuế đâu. Đấy, thì đấy là xách tay đúng nghĩa. Chứ còn theo kiểu nhập lậu thì nó lại là kiểu khác rồi. Đấy, mình thì cũng lặng nói thẳng nói thật với các bạn, cũng chia sẻ thẳng luôn, ở trong cái ngành này là nó như thế. Chứ còn điện thoại xách tay Android thì chả có gì phải lo lắng ở đây cả. Có cái điều là chúng ta phải lăn tăn một chút, đấy là cửa hàng bảo hành thì cái việc bảo hành nó sẽ không rộng rãi như việc các bạn mua hàng chính hãng. Đấy, ví dụ các bạn mua hàng chính hãng thì có thể bảo hành được khắp nơi trên đất nước chẳng hạn. Đến các cái trung tâm bảo hành của họ, ví dụ như cửa hàng A bán hàng chính hãng, cửa hàng B bán hàng chính hãng, cửa hàng C bán hàng chính hãng chẳng hạn, thì sau này tất cả cũng đều tập trung bảo hành tại hãng hết thôi. Đấy, nhưng ví dụ như hàng sách tay thì bạn mua ở cửa hàng nào thì bảo hành tại cửa hàng đó thôi, chứ không được bảo hành theo chính sách của hãng. Đấy, thì đấy là cái sự khác biệt thôi. Với cả hàng sách tay thì sẽ có nhiều loại, ví dụ hàng mới với hàng cũ. Còn hàng chính hãng bán thì phần lớn là hàng mới. Đấy, thì chúng ta cũng hiểu như vậy. Tất nhiên cũng có sẽ có hàng sách hàng chính hãng, hàng cũ, ví dụ như những cái mặt hàng đổi trả chẳng hạn. Đấy, nhưng mà nó không có quá nhiều những cửa hàng mà họ bán hàng cũ là hàng chính hãng, hầu hết là họ sẽ bán hàng sách tay là hàng cũ thôi. Đấy, còn Android hay là iPhone xách tay thì cũng đều như vậy cả. Quan trọng nhất là bạn có tin tưởng hay không. Còn mình cũng đã khuyên trong rất nhiều video đó là nếu bạn không tin tưởng cửa hàng thì thôi, không mua và loại bỏ ngay cái tên cửa hàng đó ra khỏi đầu. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Đừng Cà Khịa Tao Nữa. Bạn hỏi là: anh ơi, anh nghĩ thế nào về việc đeo tai nghe để suốt đêm? Đeo tai nghe nhiều thì có ảnh hưởng gì đến thính giác về lâu về dài hay không? Em xin cảm ơn. Có ảnh hưởng đấy bạn ạ. Cá nhân mình đã có một cái thời gian mà mình rất là yêu nhạc, không hiểu được sao luôn. Mình cứ nghe những cái bài nhạc đấy, mình có một cái cảm xúc rất là mạnh khi mà nghe nhạc. Và đặc biệt là mình nghe nhạc mình mở to to âm lượng bên trong tai lắm. Không biết là các bạn đang theo dõi video này các bạn có giống mình hay không, nhưng mình rất hay như vậy. Đặc biệt là có một thời gian mà mình rất hay đeo tai nghe để nghe nhạc để cho mình dễ ngủ hơn. Đấy, nhưng cứ mỗi lần đeo vào thế thì mình ngủ đi lúc nào không biết, và đến tầm khoảng 3-4 giờ sáng ấy, tự nhiên mình dậy bởi vì thấy cái tiếng nhạc nó cứ vo ve ở bên tai. Thế mình rút tai nghe ra thì ui dồi, thì tai nó đã sưng rồi và nó đỏ ngầu lên luôn. Xong rồi cảm thấy nó đau tai mất mấy hôm ấy, thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến thính giác. Và các bạn cứ tưởng tượng như này: khi chúng ta tỉnh, chúng ta đeo tai nghe chúng ta vẫn cảm nhận được âm nhạc, và cái tai của chúng ta là cảm nhận chủ động âm nhạc. Đấy, nhưng mà khi mà chúng ta đi ngủ rồi, tai nghe vẫn làm việc, và cái tai của chúng ta chứ, nó vẫn có những cái tần số đập liên tục vào màng nhĩ của chúng ta chứ. Đấy, thì chúng ta sẽ là rơi vào trạng thái bị động, và hay gọi là thụ động đấy. Thì như thế nó sẽ rất nguy hiểm. Nên là mình nghĩ là không nên đeo tai nghe là như thế. Đấy, rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Bạn Thành Nguyễn bạn hỏi là: em chưa dùng iPhone lock bao giờ và đang có ý định mua hàng lock về dùng. Anh có thể tư vấn những điều cần chú ý khi dùng hàng lock được không? Hàng lock thì chúng ta sẽ phải để ý đến hai yếu tố. Yếu thứ nhất là SIM ghép, và yếu tố thứ hai là mã ICCID. Đấy, ngày trước ấy có SIM ghép thì không cần mã ICCID thì chúng ta sẽ jailbreak. Ngày xưa ấy nhá các bạn nhé, jailbreak iPhone và không cần mã ICCID, chỉ cần SIM ghép là được rồi. Và ta có thể fix được một số lỗi. Đấy, thì nó có cái đó. Thế tuy nhiên là một thời gian sau thì có mã ICCID ra. Đấy, kết hợp với SIM ghép thì nó sẽ fix được nhiều loại hơn. Thế xong lại có một cái thời gian nữa là lại không cần phải dùng SIM ghép mà chỉ cần dùng mã ICCID là đã được rồi. Đấy, ví dụ như là cái iPhone 7 của mình đây này, iPhone 7 lock của mình đây này, là mình không cần phải sử dụng SIM ghép mà chỉ cần sử dụng ICCID thôi. Tại sao lại có thuật ngữ jailbreak và bây giờ tại sao ít người ta jailbreak nữa? Bởi vì thứ nhất đó là iOS đời mới là khó jailbreak hơn. Và thứ hai nữa là bây giờ người ta cũng không mặn mà đến cái việc jailbreak như ngày xưa nữa rồi. Đấy, nên là phần lớn bây giờ chúng ta sẽ dựa vào mã ICCID kết hợp với SIM ghép. Thế tại sao lại có những trường hợp là ông Dương Dây lại không cần phải sử dụng SIM
sim ghép mà ông ấy chỉ sử dụng mã ICID là được. Và sao những người mới bây giờ lại bắt buộc phải sử dụng cả hai cái sim ghép lẫn mã ICID? Bởi vì rất đơn giản thôi. Đó là ông Dương Dê là ông ấy đã fix lỗi được từ ngày xưa rồi. Đấy. Thế vậy thì những cái điều gì cần phải chú ý khi sử dụng iPhone lock? Thì rất nhiều bạn cứ hỏi mình là bây giờ em có mã ICID rồi, sau này Apple nó fix lại thì sao? Thì chả sao cả, miễn là bạn đừng reset lại máy, đừng khôi phục cả đặt gốc chứ khởi động lại máy thì vẫn được. Đừng có reset cả đặt mạng. Đấy. Đừng có tháo sim ra để lắp một cái sim khác vào. Lắp sim cũ vào thì vẫn được, nhưng mà lắp một sim khác vào thì không được. Các bạn hạn chế update lên những cái phiên bản phần mềm mới. Đấy, thì có những cái đó thôi, chứ còn fix xong rồi thì kể cả Apple có làm bất kỳ trò gì cũng chả vấn đề gì đâu. Đấy, mình nghĩ là một iPhone lock được, đơn giản bởi vì giá rẻ. Đấy, nhưng mà có một vấn đề như này nhá. Đấy là sau này ví dụ như Apple mà fix cái mã ICID đó thì bạn sẽ khó bán máy đấy. Bởi vì không lắp được sim khác vào mà, thì người mua người ta làm sao lắp sim của người ta vào được. Nó sẽ bị rất nhiều những lỗi, ví dụ lỗi cộng 84, lỗi danh bạ các thứ nữa. Đấy, thì lúc đấy là bán máy là sẽ khó. Chứ còn bình thường trong cái lúc mà nó có mã ICID thì việc mua đi bán lại rất dễ dàng. Còn và cái việc sử dụng chung các cái linh kiện giữa hàng quốc tế và hàng lock ấy thì rất là thoải mái luôn. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Phong Nguyễn. Bạn hỏi là chú Dương cho cháu hỏi, trong vòng 5 đến 6 tháng nữa thì Vsmart Leap có được nâng cấp lên Android 10 hay không, và có nên mua Vsmart Leap hay không? Cảm ơn chú nhiều, chúc chú thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn. Cá nhân mình nghĩ là thực ra chả phải nghĩ đâu mà mình đã làm rồi mà. Vsmart Leap đã được lên Android 10 rồi, nhưng đây chỉ là phiên bản beta thôi. Và Android 10 của Vsmart Leap là đã có cả VOS 3.0 rồi. Đấy, thì nên mua, con này là nên mua. Có nhiều bạn feedback lại là sóng sánh hơi yếu đấy, nhưng mà cá nhân mình sử dụng thì thấy nó vẫn bình thường. Không biết là các bạn sử dụng ở trong những điều kiện như thế nào, chứ mình sử dụng cảm thấy rất bình thường. Còn bây giờ thì nó đã được lên rồi nha bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Văn Trung. Bạn hỏi là em là học sinh lớp 11, đã xem review về công nghệ được 4 năm và có một lượng kiến thức nhất định. Theo anh thì ở tuổi học sinh có các cách nào kiếm thêm thu nhập từ đam mê của em hay không ạ? Rất đơn giản thôi. Nếu mà bạn làm review chẳng hạn, thì bạn có thể lấy một cái điện thoại, lấy một bất kỳ một thiết bị gì có thể quay được. Bạn quay video, bạn up lên YouTube, thử xem như thế nào, xem mọi người có đón nhận hay không. Bạn chia sẻ cái video của bạn, và trong các hội nhóm chả ai cấm bạn chia sẻ cả, đúng không nào? Bạn chia sẻ với mục đích tốt các thứ thì cũng chả ai block bạn đâu. Đấy, thì bạn chia sẻ vào trong các group đó để tăng lượt người xem lên và tăng lượt người tiếp cận đến với bạn, thì bởi vì bạn có kiến thức rồi mà. Hoặc là nếu bạn không có nhiều máy thì bạn có thể quay những video mà trả lời các cái câu hỏi của các bạn này đấy. Ví dụ như mình này, mình đang trả lời này, thì cũng không nhất thiết là phải cần quá nhiều máy. Thì bạn sẽ dựa vào những cái kiến thức của bạn và dựa vào những cái tìm hiểu của bạn để bạn trả lời những cái câu hỏi liên quan đến điện thoại của những bạn khác. Đấy, thì bạn sẽ có một cái lượng người xem nhất định. Thế sau đó thì bạn có thể có những cách khác để kiếm tiền, ví dụ như bạn viết content chẳng hạn. Đấy, bạn viết bài cho các báo công nghệ xin làm cộng tác viên, hay là viết kịch bản cho một số các cái trang review. Đấy, thì bạn có thể kiếm được thêm thu nhập. Hoặc là nếu mà học sinh lớp 11 mà kiến thức tiếng Anh của bạn ấy là tốt ấy, thì bạn có thể dịch bài trên các báo công nghệ. Đấy, thì đấy là những cái mà mình nghĩ là bạn có thể kiếm được thêm tiền ngay ở trong trường phổ thông. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo, cũng là câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Câu hỏi đến cho bạn Luân Giáp. Bạn hỏi là anh ơi, mùa hè đến rồi, anh review điều hòa để cho anh em tham khảo đi, để lắp đi ạ. Rồi, thực ra là trên kênh YouTube của mình là mình đã review về cái điều hòa Mitsubishi Heavy Industry rồi đấy, các bạn có thể tham khảo qua nhé. Bạn chỉ cần search là điều hòa Mitsubishi Dương Dê là bạn sẽ thấy thôi. Thì mình thấy là như này, khi đi mua điều hòa chúng ta cần phải để ý đến những cái gì đã. Đấy, còn sau này mình sẽ review về từng mẫu cụ thể sau. Thì khi để ý về điều hòa, chúng ta sẽ phải để ý đến việc là nó bao nhiêu BTU. Đấy, nó sẽ có những cái loại như kiểu 9.000, 12.000, 18.000, 24.000. Đấy, thì thường là phòng ngủ bé bé thôi, tầm khoảng 90m² thôi, thì bạn để khoảng 9.000 BTU. Đấy, một cái phòng khoảng 15-18m² thì các bạn sẽ để khoảng 12.000 BTU. Còn những cái phòng như ở phòng khách ấy, thì các bạn để khoảng 18.000 BTU. Còn những cái phòng mà nó rộng hơn nữa thì các bạn để khoảng 24.000. Đấy, còn tất nhiên là những phòng mà nó quá rộng thì chúng ta phải dùng điều hòa công nghiệp rồi. Thì cái đó thì mình sẽ không nói ở đây. Nhưng mà cơ bản đầu tiên là phải để đến thông số BTU cái đã. Thứ hai nữa là để ý xem cái điều hòa nó có inverter hay không, nghĩa là cái công nghệ tiết kiệm điện ấy. Đấy, chứ nếu mà không có công nghệ tiết kiệm điện này thì nó tốn điện vô cùng luôn. Điều này rất nguy hiểm đấy nhá. Khéo thì tiền điện quá cái tiền điều hòa. Có nhiều bạn thì các bạn ấy tiết kiệm. Các bạn tiết kiệm bằng cách là mua cái điều hòa rẻ tiền, nó không inverter, nhưng cuối cùng thành ra nó lại đắt hơn là cái điều hòa mà đắt tiền nó có inverter. Đấy, nên cũng cần chú ý cái điều này. Rồi chúng ta sẽ phải để ý đến xem là cái công suất tiêu thụ của nó là bao nhiêu. Nhưng mà phần lớn là cái công suất tiêu thụ của những cái điều hòa inverter bây giờ nó rất là tiết kiệm rồi, không có quan trọng đến nữa. Nhưng chúng ta phải để ý đến là cái hãng của nó là hãng gì. Đấy, thì sẽ có một số những hãng điều hòa nổi tiếng, ví dụ như Mitsubishi này, ví dụ như Daikin này, ví dụ như Panasonic này, hay là
LG là nhà mình đang dùng bởi vì giá nó rẻ đấy, hay là ví dụ như những cái điều hòa electronic, nhà mình cũng có một cái điều hòa electronic nữa đấy. Còn ở cơ quan mình thì đang sử dụng cái điều hòa Funiki với Mitsubishi đấy. Mitsubishi trước thì mua về cho cơ quan rồi, nhưng bây giờ ngày trước đó là sử dụng cái Funiki, nhưng mà cái Funiki thì nó hơi ồn đấy. Funiki là của Hòa Phát nhưng mà bản chất thì nó vẫn là tâu cả thôi. Còn cái gì nữa không nhỉ? Cũng chỉ loanh quanh mấy cái đấy thôi, nhưng mà ưu tiên thì vẫn là Mitsubishi rồi là Daikin với cả Panasonic đấy. Đấy là hãng nhá. Xong chúng ta cũng sẽ phải để ý đến xem là điều hòa này là điều hòa hai chiều hay điều hòa một chiều. Đấy thì điều hòa hai chiều nó sẽ có tác dụng cả sưởi ấm vào mùa đông nữa cơ. Sưởi ấm vào mùa đông ấy, thì nếu mà các bạn nghĩ rằng là mùa đông thì cần gì phải sưởi ấm bằng điều hòa, chúng ta sử dụng các cái máy sưởi cũng được, đồng ý, nhưng máy sưởi nó sẽ rất ngột ngạt. Nhà mình cũng có máy sưởi rồi, và thậm chí là có những cái đèn cái đèn sưởi ở bên trong nhà tắm ấy. Nhưng mà bật lên nó ngột ngạt lắm. Nó khác so với việc là sưởi ấm bằng điều hòa nhé, sưởi ấm bằng điều hòa đỡ ngột ngạt hơn đấy. Đấy thì cũng cần phải nghĩ đến cái đó, điều hòa nó có hai chiều hay không. Đấy rồi là gì, cái thiết kế của điều hòa cũng cần phải ý tí nếu mà bạn nào có điều kiện một chút. Đấy và cái điều hòa cũng cần phải ý xem là cái mùi của điều hòa nó bị sợ, tìm hiểu trên mạng người ta đánh giá hết mà mùi điều hòa nó bị hôi hay không này, rồi là bộ lọc không khí của nó có như thế nào, kháng khuẩn hay không. Ví dụ như mình như này đây, đang bị viêm mũi dị ứng này, nhưng mà bây giờ đang bật cái điều hòa lên nên thành ra là mũi mình cứ bị khô đấy. Đấy là như vậy, cũng cần để ý đến những cái này. Những người nào bị xoang rất hay phải để ý đến cái đó. Đấy thì đấy là những cái tiêu chí mình đặt ra để mua điều hòa đấy. Chính ra là dương dê mà lấn sân ra mảng nào là mảng đó là dương dê, cũng phải tìm hiểu kỹ đấy. Điều hòa cũng là một cái mảng mà mình nghĩ là cũng rất là hay. Rồi và như vậy là câu hỏi của bạn Luân Giáp cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.